Một trong những lý do tôi luôn yêu thương Sài Gòn đó là người ta hoàn toàn có thể biến một con hẻm sập xệ trở thành một quán ăn vui tươi, nơi chúng ta vô tư tụ tập bạn bè, và chúng tôi đang cùng nhau ở đây, ngõ 89, cùng thưởng thức những món ăn vặt Hà Nội, cùng bật nắp lon bia. Góp thêm chút âm thanh rộn ràng thành phố vốn đã vô cùng náo nhiệt. Chả cá lá vọng, thịt lợn nấu chiên, xôi chiên, chả cốm. Lẩu cua đồng, lẩu gà bóng rượu, bò nhúng kim chi, bò nhúng mẻ, bắp bò muối, cánh gà sa tế, răng mực sa tế. Có một món tôi nghĩ ai cũng nên ăn mỗi ngày, đó là món sống đơn giản cho đời thanh thản. Món này được phục vụ tại ngõ 89 hoàn toàn miễn phí. No rồi, về thôi.